Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay thì Học viện Đào tạo MBA Top 1 Việt Nam xin gửi tới tất cả các anh chị và các bạn một công thức nước ép rất là ngon và dễ uống, đó là công thức nước ép mix táo dứa. Nghe là nước ép mix táo dứa thì có vẻ rất là dễ làm, nhưng mà làm sao để chúng ta có thể pha chế ra một ly đồ uống ngon và chất lượng cũng như là hài lòng tất cả các khách hàng thì không phải là một điều đơn giản. Vì vậy nên xin mời tất cả các anh chị và các bạn hãy theo dõi thật kỹ video này cùng với Học viện Đào tạo MBA Top 1 Việt Nam nhé. Đầu tiên là muốn pha chế công thức nước ép táo dứa thì chúng ta sẽ cần những nguyên liệu như sau. Thứ nhất là dứa. Tiếp theo là táo. Thứ ba là siro đường. Thứ tư là nước lọc. Một chút muối. Và đương nhiên là không thể thiếu đá, đúng không ạ? Chúng ta cần có công cụ dụng cụ, đó là một chiếc ly, một chiếc bình lắc và không thể thiếu là dao, thớt và máy ép, đúng không ạ? Ok, sau khi đã có đầy đủ nguyên liệu công cụ dụng cụ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành pha chế luôn nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho một chút muối, đá vào trong khay chứa nước ép. Tiếp đó là chúng ta sẽ lần lượt ép dứa. Định lượng của Học viện Đào tạo MBA Top 1 Việt Nam gửi tới các anh chị là một định lượng tương đối là tiêu chuẩn. Tuy nhiên là tùy thuộc vào mùa. Ví dụ như là chúng ta đang ở trong những ngày tháng mùa hè thì dứa rất là nhiều và có loại dứa mật rất là ngọt. Thế nên là các anh chị có thể điều chỉnh cái lượng đường. Ví dụ bình thường chúng ta có thể cho là 20ml. Nhưng mà do là dứa rất là ngọt nên là chúng ta sẽ điều chỉnh cái lượng đường sao cho nó phù hợp. Cái này gọi là nghệ thuật pha chế, đúng không ạ? Các anh chị sẽ điều chỉnh làm sao cho cái lượng đường nó sẽ phù hợp và nó tạo ra một cái ly nước ép mà làm hài lòng tất cả các thực khách của chúng ta, đúng không ạ? Táo thì các anh chị nên chọn cái loại táo giòn. Còn nếu mà các anh chị dùng cái loại táo mà nó bột, nó xốp ấy thì cái nước ép của chúng ta nó sẽ có vị nó hơi chua, đồng thời là nó có nhiều cái bột bột uống á, cảm giác nó không hề dễ chịu chút nào hết. Cái táo này thì nó vừa ngọt, nó vừa giòn, nó lại vừa chua chua một chút nên nó làm cho cái nước ép của chúng ta rất là thanh mát và dễ uống. Chúng ta sẽ ép lần lượt, đầu tiên là dứa, sau đó thì sẽ đến táo. Thì dứa nó có axit sẽ giúp cho táo của chúng ta sẽ chịu không. Còn bên Học viện Đào tạo thì cũng đã có một video hướng dẫn các anh chị cách mà ép nước táo không bị thâm, thì các anh chị có thể theo dõi, hoặc là Học viện Đào tạo em Top 1 Việt Nam sẽ để cái đường link ở phía dưới để các anh chị có thể tham khảo thêm cách để ép một cái ly nước táo mà nó vừa thơm ngon, vừa giúp giảm cân mà lại có cái màu sắc rất là tươi sáng và rất là đẹp. Thì vì dứa có tính axit nên là chúng ta ép dứa trước, sau đó chúng ta cho vào phần táo thì sẽ giúp cho nước ép của chúng ta có thể thâm. Đồng thời là ở phía dưới cái khay đựng nước ép thì Học viện Đào tạo MBA Top 1 Việt Nam đã chuẩn bị đá và muối rồi, nên là nước ép ngay lập tức khi mà ép ra thì sẽ được cặp ngay đá lạnh và một chút muối, thì vậy nên là sẽ khử thâm rất là tốt. Chúng ta sẽ cho nước lọc vào luôn trong quá trình chúng ta ép. Đó, rất là nhanh chóng và đơn giản để chúng ta có thể làm ra một ly nước ép. Nếu mà các anh chị đang ở cùng với Top 1 Việt Nam thì sẽ thấy rằng là cái hương vị nó rất là thơm luôn. Táo rất là thơm và dứa rất là thơm. Một ly nước ép rất là sảng khoái cho những cái ngày hè như này. Sau khi hoàn tất quy trình ép thì chúng ta sẽ cho siro đường
và phần nước ép vào trong bình lắc và chúng ta sẽ lắc đều lên. Rất là nhanh chóng thì chúng ta đã có một ly nước ép tiêu chuẩn, nước ép táo dứa rất là thơm ngon. Xin mời các bạn cùng thưởng thức với Top Ăn Việt Nam nhé. Các anh chị hãy cùng em thưởng thức ly đồ uống này nhé. Chúng ta có thể quan sát là có một cái lớp đá mỏng vẫn còn ở trên bề mặt của ly. Em nói nó đã gì đâu trong mùa hè này các anh chị ạ. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi video của Top Ăn Việt Nam. Và nếu các anh chị thấy video này hữu ích thì hãy nhớ like, share và đăng ký kênh YouTube Vua Pha Chế. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Chúc các anh chị thành công.